Harry Wong và niềm đam mê bất tận với thức ăn, chuyên review ẩm thực, vụng bếp núc nhưng nấu mì siêu cừ. Ngon không chị? Chị nói thiệt luôn là ngon. Harry Wong vốn được biết đến là một người có niềm đam mê bất tận với ẩm thực. Cô nàng thường xuyên bị các đồng nghiệp trêu ghẹo về sự yêu thích này. Dù là nhà hàng, trên show hay là quán ăn đường phố thì Harry Wong cũng được thể hiện niềm đam mê này một cách bất chấp. Bà xã Trấn Thành còn có hãng series siêu ham ăn với những lần đi khắp nơi thưởng thức ẩm thực và review với mọi người. Cô cùng Trấn Thành cùng nhau đi ăn hủ tiếu đêm, bánh canh, hải sản và vô vàn những món ăn đường phố khác. Trong mỗi video, cô đều review rất cặn kẽ về hương vị của món ăn cũng như thưởng thức một cách nhiệt tình, khiến mọi người nhìn thôi đã thấy ngon miệng. Chỉ có một cái điều, ăn bánh mì hơi khó, đó là gì biết không các bạn? Ăn đẹp không được. Trong lần trở về Hàn Quốc, hai vợ chồng cô cũng đã cùng nhau ăn sạch món ăn đường phố. Hai người cùng để thêm rất nhiều sốt tương ớt và cheese vì khẩu vị của cả Harry Wong và Trấn Thành đều rất thích ăn cay và béo. Không chỉ vậy, cả hai còn không ngần ngại giành giật đồ ăn giữa đường phố Hàn Quốc. Trong những lần Trấn Thành vào bếp, Harry Wong cũng là thực khách đặc biệt thưởng thức với tất cả niềm đam mê mà mình có. Ngon ạ. Ngon. Cô không ngừng ăn uống và khen chồng làm ngon. Trong lần ăn thịt nướng khi chồng vẫn đang không ngừng chuẩn bị thì Harry Wong đã ngồi ăn nhiệt tình. Cô còn tặng cho chồng mình một nụ hôn vì sự đảm đang của anh. Khi Trấn Thành chuẩn bị mì trộn, cô đã không ngừng la lên khi chồng làm rơi ra ngoài. Nhưng cuối cùng, Harry vượt xử gọn dĩa mì do Asin làm. Mọi người còn trêu rằng Harry Wong luôn có một chiếc bụng đói vì những khoảnh khắc ăn uống nhìn khiến ai cũng cảm thấy đói. Tuy đam mê với đồ ăn là vậy, nhưng Harry rất ít khi vào bếp bởi những lần cô nàng tiến vào gian bếp thì đều xảy ra những tình huống trở thành huyền thoại. Không kể tới màn mandu khét ai ai cũng biết thì có lần luộc trứng cô nàng cũng khiến mọi người dở khóc dở cười. Tuy vụng về bếp núc là thế, nhưng Harry cũng có được những món tủ mỗi lần vào bếp. Đặc biệt là cách nấu mì gói thơm ngon chuẩn vị Hàn Quốc. Cô nàng nấu vô cùng chuyên nghiệp, dù bị mọi người nghi ngờ và Trấn Thành có phần hơi rụt rè khi thử miếng đầu tiên. Nhưng sau khi nếm thì Asin đã vô cùng bất ngờ vì vị ngon hơn anh tưởng. Nhưng sau đó nam diễn viên đã nói thêm rằng cô đã bỏ nhiều kim chi, vị hơi chua và Harry đã đáp trả là vì cô nàng thích ăn như vậy. Khán giả cũng công nhận rằng nồi mì của bà xã Trấn Thành nhìn hấp dẫn thực sự. Có lần cô còn trổ tài nấu lẩu, dù không phải hoàn toàn do Harry nêm nếm vì đây là set lẩu chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng vô cùng chuyên nghiệp trong từng bước và còn để dành cho chồng một ít thịt khiến mọi người cười nghiêng ngả. Thành quả của cô là một chảo lẩu tteokbokki vô cùng hấp dẫn và thơm ngon. Trước đó, khi bị mọi người nói về khả năng nấu nướng của mình, Harry Wong vẫn khá hồn nhiên đáp lại: "Chúng ta có mì và nhiều món hầm nóng ăn là được liền, cả cá hộp cũng rất nhiều loại." Nữ ca sĩ cảm thấy có rất nhiều loại món ăn liền khá ngon và có thể dùng được ngay. Lời đáp trả của nữ ca sĩ cũng khiến nhiều bạn bè hả hê bởi vì không phải ai cũng đảm đang giỏi việc nữ công gia chánh. Trong khi đó, bà xã Trấn Thành cũng bận khá nhiều công việc nên không có thời gian nấu ăn và dần trở nên vụng về hơn một số phụ nữ khác. Hơn hết, nhiều người cũng nói rằng cô được chồng chiều chuộng và thường xuyên vào bếp nấu ăn cho thì việc không giỏi nấu ăn cũng không phải là một vấn đề quá lớn. Đã thấy, mỗi khi Harry ăn đều mang lại cảm giác vui vẻ và hạnh phúc cho mọi người. Thế nên, ắt hẳn người nấu ăn như Trấn Thành cũng cảm thấy rất hài lòng về vị thực khách của mình. Còn bạn nghĩ sao về điều này? Hãy cùng để lại bình luận nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!